Hiện nay trên thế giới, việc giảng dạy và nghiên cứu về kinh tế học biến đổi khí hậu đã được thực hiện và ngày càng được đẩy mạnh ở nhiều trường đại học và viện nghiên cứu. Đồng thời, các kết quả nghiên cứu về kinh tế học biến đổi khí hậu ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong việc hoạch định các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu ở nhiều quốc gia. Với vị thế là trường đại học hàng đầu trong khối ngành kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đi đầu trong việc giảng dạy và nghiên cứu về biến đổi khí hậu trên góc độ kinh tế, cũng như nỗ lực truyền tải các kết quả nghiên cứu về kinh tế học biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Năm 2005, nội dung về biến đổi khí hậu đã đưa vào tích hợp một số cái môn học trong chương trình đào tạo của ngành Tài nguyên và Môi trường. Năm 2015, học phần kinh tế biến đổi khí hậu đã được giới thiệu cho sinh viên chính quy của trường và dự kiến nhà trường sẽ biên soạn xong cái cuốn giáo trình về kinh tế biến đổi khí hậu vào năm 2019. Đây là giáo trình đầu tiên về kinh tế biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Kinh tế học biến đổi khí hậu tuy là một lĩnh vực nghiên cứu mới nhưng ngày càng được đẩy mạnh trong các hoạt động nghiên cứu của trường. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chủ trì thực hiện 4 đề tài cấp cơ sở, công bố hơn 20 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín, đã xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo về biến đổi khí hậu là Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển năm 2012 và Kinh tế và chính sách biến đổi khí hậu năm 2017, hiện nay đang chủ trì thực hiện 2 đề tài cấp nhà nước. Cùng với đó là các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia liên tục được nhà trường tổ chức từ năm 2013, tạo ra các diễn đàn để các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và các bên liên quan trao đổi, thảo luận, chia sẻ về giảng dạy, phát triển các hướng nghiên cứu và những ứng dụng của kinh tế học biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác hoạch định các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận được tài trợ của Bộ Giáo dục Đài Loan để thực hiện dự án hợp tác, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và các tổ chức Đài Loan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai giai đoạn 2017-2020. Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi học thuật, thực hiện một nghiên cứu chung và tổ chức một hội thảo quốc tế giữa Việt Nam và Đài Loan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Trong tương lai, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn thiết lập một mạng lưới các chuyên gia quan tâm đến đào tạo và nghiên cứu về kinh tế và quản lý biến đổi khí hậu, trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu, tư vấn có uy tín cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý biến đổi khí hậu. Trên cơ sở phân tích đánh giá nhu cầu hiện nay và theo xu hướng hội nhập quốc tế, thì chúng tôi thấy rằng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu về kinh tế và quản lý biến đổi khí hậu đang đặt ra và nhà trường dự kiến sẽ mở ngành đào tạo cử nhân về kinh tế và quản lý biến đổi khí hậu trong thời gian tới để đáp ứng cái nhu cầu tư vấn và hoạch định chính sách trong lĩnh vực này. Với những cam kết và nỗ lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu về một chủ đề được quan tâm nhất hiện nay trên phạm vi toàn cầu, là thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm của trường trong việc giải quyết thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21, chung tay giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và trở thành trường đại học xanh Green University trong tương lai. Sinh viên Kinh tế Quốc dân chung tay chống biến đổi.